Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên là Mate. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Bằng Đồ Vlog của Sống ở Châu Phi. Và đầu video mình cũng nói luôn các bạn nhé. Hôm qua thì bẫy chuột mà sáng nay, tối hôm qua là anh em mình là Mate không biết chứ mình là mất ngủ để háo hức sáng nay vào để thu bẫy. Nhưng mà bẫy chuột bẫy thỏ mới cùng với người dân ấy. Nhưng mà không quá các bạn ạ. Hôm nay chưa được, không được con nào. Con được quan tâm về đấy là Matazatu. Ok. Quên đi, anh nội tình. Đem nhau về thì bên nội tình ấy. Không quá không được con nào các bạn. Em ở trong đấy em bảo là tối nay em đi đặt bẫy tiếp mà mai hay hôm sau mà được thì gọi mình vào xem con chuột to lắm các bạn ạ. Nhưng mà tiếc là sáng nay hôm qua háo hức cả đợt bởi đêm qua sáng vào sớm không được con nào. Thì bây giờ anh em mình mới quay trở lại lên trên chỗ các em nhà tình thương nơi Quang Linh đang giúp đỡ nha các bạn. Thì cũng chuẩn bị Noel rồi đến rồi đấy các bạn. Cũng mình cũng muốn nên gọi là hôm nay nên là vào thăm các em cũng như đưa tất cả các em ở đây đi mua sắm cho các em chút gọi là chút quà Giáng sinh đi các bạn. Ở vậy đen rồi thôi. Ok. Ừ. Gì xong không biết. Ê, bán đi. Sì. Ni ma casa. Tu fa la chào các bạn. Chào. Ok. Đây. Ni ma bên ra giá. Đang dọn các bạn giờ sáng ra, giờ mới sáng sớm ra. Tudo bem? Obrigada. Cá. Con là bình. Đây cá này. Mua cá về nấu ăn các em đấy các bạn. Cá biển này. Tại bình. Quem sabe ficar bem? Ô Tony. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, pai? Tá bem, tudo bem. Sim. É bonito. Ah, bom, sao. Phát cả đôi. À, hai em gái. Ta bầy. Xem đề bên nhà đi mà bênh đen từ đủ. Đang nấu dọn gạo. Buổi sáng hay giờ mới sáng sớm đấy. Thì gạo. Giờ mới sáng sớm rồi đấy. Mấy chị đang dọn dẹp. Tội lắm các bạn ạ. Không có mấy em là toàn không có bố có mẹ đây. Nhìn tội lắm. Đeo cái gì này mới. Nhặt cả những cái vòng. Ông sát ở đâu đeo này? Ấy cái ni sù. Ấy cái ni sù. Dạ gặp bác. Sì. À, mone a vedi. Vai aqui. Tudo vai aqui. Cười. Nói chung là để mình nói các chị đấy, mới là các em nhỏ đấy các bạn. Thì nhà mới nâu, nên thôi không vào, đứng ngoài cũng được. Ở cái tên điệp phải xả gà đàn. Hả? Eu quando neva você junto mona Victoria com criança prepara essa compra zopa calça novo. Tá bem? Sim. Para dar boa festa. Sim, dar de boa festa. Tá teu também neva fini, vai junto. Sim. Mona Martino com mona domingo fica lá em casa. Sim, fica lá em casa. Quando vai voltar? Tudo. Eu quero ajudar a criança. Sim. Hã? Quando nem vai casa, é como dar dessa só, depois vai con đi nha. Quan độ ăn là vậy. Vâng, quan bạn ạ. Hả? Dạ vâng. Đang nói các chị các bạn hôm nay là mình nên muốn đưa tất cả chị đấy, có hai chị này thì có mấy em nhỏ này, cũng như đưa các tất cả các em nhỏ ở đây đi ra ngoài chợ đây mua sắm cho các em chút quần áo mới cũng như những đôi tông đôi dép gì đó để các em một phần quà động viên các em đấy các bạn, nên chuẩn bị mùa Giáng sinh đi. Thì như các em vì các em là thiệt thòi không có bố có mẹ. Nên là mình muốn mấy tất cả mấy chị vợ của các anh em trong team này cũng như là người mẹ của các em ấy, chăm sóc các em ấy. Thì bây giờ để trực tiếp tất cả các chị ấy, đưa các em ấy đi mua nha các bạn. Bây giờ tí quay ra ngoài thị trấn đoán thêm vợ của Martino mới là vợ của Domingo luôn, mua cho mấy em nhỏ luôn nha các bạn. Các quan đồ quá đã tu đồ cô giờ vai vai à rồi hả để bố vai cô đi nha. À Tony phía kia quá đã bên á xin quá đã bên tu đủ. À, bé xì, tá bình, quán đá bình, quán đồ ve cô đi nha. Đấy, để cất đồ đi các bạn, tí quay này nấu. Đi mua nhanh đi mà, đi mua quần áo đưa các em đi chợ. Quán tu đồ kia sao? 2, 4, 6, 8. Số đế đó. Số sao đế nè? Ừ. Vá dùn tù. Eu vai levar vai balança com uma camisa já bonito, á. Sim. Eu vou dar boa festa. Sim, bater pra uma, não dá bom. Vamos, já. Aqui, bota no faz festa. À, Tony, tem que ficar. Sim. À, có Tony, anh Tony ở nhà trông, không sợ. Cái là để nhà khô giáo ấy.
Escolheu uma bondade, escolheu uma roupa bonita, khô, que tá vivendo. Khô ráo một chút. Vai meter no Natal. Anh em mình không dám dẫm vào. Yeah. Đấy, sạch sẽ lắm, bên trong. Nói chung là rất ok. Bên trong các chị dọn dẹp từ sáng này, cùng như các em dọn dẹp là bàn ghế. Nó sạch sẽ, đồ đạc. Mới mới lau chùi, bóng nường. Bên trong phòng ngủ rồi. Yeah, mệt rồi mà ghê mà. Ngủ rất là ok. Mệt rồi mà ghê, vâng còn mà ghê. Gấp chăn màn luận với ai này. Thì anh em mình bắt đầu đi ra thị trấn mua đồ rồi các em nha các bạn. Đây là anh em mình đang trên đường đi ra ngoài ngoài chợ đấy các bạn. Đây người dân cũng đang cắp gà đi bán mua đồ. Thì bên đây là ngày người Noel của người dân bên này đấy các bạn. Thì họ là một ngày rất là Tết, rất là lớn, rất là ý nghĩa. Nhưng là ai mà kiểu là những gia đình này có các em có bố có mẹ được bố mẹ đi đưa đi mua quần áo, mua sắm đồ, không có người dân mà không có họ không có điều kiện ấy, họ nuôi con gà hay là những cái con gì đó đấy, là cái ngày này họ để đến ngày này họ bán họ đi mua đồ trong gia đình để đón Noel đấy các bạn, Giáng sinh đấy. Anh em mình vừa rẽ vào chỗ nhà của mấy anh em trong tem để đón vợ của Domingo với là vợ của Martino đi mua đấy các bạn, thì để cho bốn chị chọn đồ cho các em cho dễ. Chứ đồ các em nhỏ khó chọn lắm. Anh em mình bữa trước đưa các em lớn đi chọn còn được. Chứ các em nhỏ để như kiểu có người lớn chọn này dễ. Các em không biết mua. Mất đi ba đù này, lang thang chơi ở ngoài. Lý hề hề, ông nhìn tôi ông cười. Ăn cái gì ấy? Matibado! Phan chào các bạn! Ăn bơ các bạn! Chào mai ăn đi! Vợ mắt tên nôi đưa cả bơ về đây bán. Có gì đâu? Có gì đâu á? Anh mang cái A3 cái gì kì? Kênh ven này. Kênh ven này. Kênh ven này. Qué está vendiendo bocati, mate por. Abate. Kênh ven này. Chào các bạn. Cô này. Ta bình. Ấy, mẹ đây là vợ của Martino đang bán vợ của Martino đang bán bơ các bạn, được mấy quả. Ê mày, ai quắc đã sổ. Eu ne vào você junto fini vai para sa câmera camera. Đây sẽ kiện rồi. Ê, Azura Never. Đây các em hàng xóm đến giúp đi. Đến chơi. Giờ có ở đây có nhà mới các bạn. Nên mọi người đến em đi. Quắc đã sổ á. Thôi giờ đi, lên đường. Đây anh em mình đã ra đến chợ nha các bạn. Hình như trời gần mưa rồi, có hẳn mưa rồi. Đấy, để cho vào trong chợ cho các chị mua đồ cho các em nhé. Những người mẹ này là như kiểu những người mẹ đi chợ chọn đồ Tết cho các em. Vì ở đây là ngày chủ nhật, hôm nay là ngày chủ nhật đấy các bạn. Nhưng thường thường là ngày bình thường ấy, không phải ngày Tết lễ thì ngày chủ nhật là chợ họ không bán đồ đâu. Nhưng mà hôm nay là chuẩn bị đến Noel ấy là chợ họ bán rất là nhiều đồ. Đấy, và trong đó quần áo ở trong vẫn có. Thì người ta dành những người bận ấy, công việc ấy. Nói chung nó vắng hơn những ngày bình thường, nhưng mà ngày bình thường anh em mình công việc bận quá này. Hôm nay anh em mình mới đưa các em đi mua được. Đây. Đã đến chỗ bán quần áo rồi. Rồi xuống cho mọi người xuống đi mua. Trời ơi. Vẫn đi à? Ấy à. Đây là quần áo người lớn, không phải. À kia xà nó tên á. Áo ăn đi. Áo này tên. Ấy. Vamos. Aquí. Motivado. Fui. Di oai fang we. Chico, ¿te has sentido frío? Chico.
chico, senti frio. Roupa da menina. Menina. Tá barato, tá bem barato. Tá bem barato. Ai, đây, có những quần áo, những em menina, gái này. Vamos escolher já. Ei, menina, aqui. Ấy, có những em gái này. Menina. Raparigas. Ấy, ưu tiên các em gái trước. Gặp ở đâu là mua ở đây trước các bạn ạ. Tội vạ đâu mình chịu. Đấy, để cho các chị chọn. Còn các em nào thích cái màu nào thì chọn. Vai servir. Ưu tiên các em gái trước. Đến chỗ nào là mua chỗ đấy trước các bạn. No, that's a... No, anyway. Va bem. Hã? Eu já experimentei, já. Ela já veio, não experimento mais nada. Thích chưa? Não tudo igual, não vou ser roubado. Phần quà. Vào những ngày Tết này, những em có gia đình, có bố, có mẹ này các bạn, thì thường là có bố, mẹ đưa đi mua sắm quần áo, đồ Tết đấy, đồ Noel đấy. Nhưng các em này không có bố, mẹ, thì hôm nay, ngày hôm nay mình cũng như kiểu là muốn để vợ, mấy anh em trong team đưa các em đi, cũng như kiểu bố, mẹ các em đấy, để động viên các em nhé các bạn. Mua, chọn cho các em. Tá onde gosta quali? Tá bonito, não? Sim, tá bonito. Sim. Quần nữa. Cây, phát cá cây. Mặc luôn cơ. Não, tia là guarda-saco. Não, não quero experimentar, sabe que não vai tirar. Yeah, já experimentaste e mete no saco. Experimenta, ainda tem casa com a mano. Quando vai estar no cacau em casa? Hã? Aqui. Não. Essa não, né? Troca. Ai, mua cái rộng rãi đẹp một tí, cái chật quá. Não, eu só respondi porque já te meteram, já? Você é meio que tem que falar. Gostei, tá bom. Cheirando aqui, tá bem? Não é? Calma, calma. Nó bonita. Ui giời. Tông điệu chưa? Thế. Dạ, tá bom. Tá bom? Tá bem, hả? Quero já. Thế nào? Đấy. Cây. Mời người tông thì được. Chọn được. Aqui. Vê. Grande, hả? Não, você dá, Annie. Mua luôn. Não, con đồ você nó thấy. Você também vieram com eles, né? Oi. Tá bem. Hã? Sim. Tira. Yeah, tá bom. Serviço. Tá bom. Quando vai camisa? Acaba. Mình đang thấy tông đẹp quá, ướm thử đấy. Mọi người chạy đây. Quando vai camisa, tudo que quer sa. Hã? Rất tinh. Camisa, quando aqui? Quem quer o? Saia. Quem quer o saia? Meta saia. Não, não tem bonita, vamos em outro lugar. Não tá bonito, vamos em outro lugar. Só body. Sim. Saia não, aqui, quem? Tá só um, dois. Tá doido. É pequeno. Você vai de boi aqui? Aqui tem, boi. Já? Sim. Tem quanto? Conta bem, hein? Sim. Já gostaste, né? Sim. Conta. Conta bem. E o calção dele, não? Hã? Calção dele. Calça dele? Tá bem. Tá no outro também, que é pra saber. Ô, Pepe. Me dá saco, me dá saco. Tudo, me dá saco. Tá no Pepe. Saco não. Ui, lại mưa rồi. Chán thật. Chạy, chạy vào trong cái mưa này. Quando vou ficar aqui, só chuva muito, hã? Chuva muito, não fica fora. Quando você leva tudo que já vai ver bem. Quando eu bao não vai pagar, hã? Quando vê a camisa, joga pra... Ele tá bem, hã? E aí, sai da onde? Vem pra ela. Ele, tá bem? Essa menina vai gostar, essas são boas. Essas são bonitas. Ele, só... Sim, ele fica mesmo bem. Ele faz uma estreia dela mesmo. Oi? Aqui, Fini, você? Đấy vì ta bình đến sợ thì về vì hôm nay đen có các bạn vừa ra chợ mưa vừa đi mua vừa tránh mưa đấy thôi để các chị đi chọn cho các em thôi thôi tí mua được đầy đủ đồ thì anh em mình sẽ lại quay tiếp cho các bạn đấy. Mưa thì ngoài chợ lộn xộn lắm, đưa các em đi mua các bạn, đen quá hôm nay, đen quá với trời mưa thì ngay trời mưa
ba chị vợ của mấy em trong tem đang đi chọn đồ, chọn đồ cho con này. Ê cô dê về đi. Ê chị cô ta mua đi được hả? Ta bảo đấy, các em bên kia là mua vừa chạy sang đây rồi. Ui mưa rồi. Thế cái gì? Mà đi ba đồ. Kìa được. Mưa đen quá các bạn ạ. Đi mưa. Ui, chạy chỗ loạn nên là nhiều đoạn mình không quay được. Vướng trời mưa. Nhiều quần áo này nhiều lắm nhưng mà dính trời mưa. Họ dọn hết vào. Họ đi chọn này. Ui đã bẩn rồi. Quần áo mới này nhưng mà mưa trời mưa này. Quần áo mới này. Anh kia à, biết ai gì? Anh kia buôn đi đủ. Mắt đi ba đủ ăn rồi. Mắt đi ba đủ. Ta bây. Quan đủ. Buôn lên rồi. Người dân bên này cái thích hay mặc là đồ trắng với đồ màu các bạn ạ. Ê, bê bê. Bê bê ra tiền ta kì. Ê, gia đình này. Em bé này cũng quá rồi này. Ê. 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 Mấy em ở đây được có hết rồi. Ok luôn đi sớm. Giờ còn mấy em nhỏ nữa thôi. Mà mưa quá đen quá. Trời mưa. Tí là mua xong hoặc là phải chờ mưa, mưa xong mới về. Được rồi. Bây giờ một số em lớn lớn ngồi ngoài thùng. Ngoài thùng xe đấy. Ngồi trong hết. Đẹp lắm. Ơi, mọi người thu hết rồi này. Xe anh em mình để ngoài kia. Giờ vừa đấy đồ nhiều nó như mưa to quá. Ở trong mái tôn đấy, mọi người thu hết đồ rồi. Nhưng mà may đi sớm được hơn nửa tiếng đấy các bạn. Nên là các em lớn thì đã quá hết rồi. Là trời mới mưa đấy. Nhưng mà chậm tí nữa là ra ăn chợ. Sáng là rất là nắng rất là to. Thời tiết bên đây buồn cười lắm, hay lắm. Lúc thì nắng rất to. Không thích nữa là mưa thôi. Vui lắm. Như kiểu là giận dữ đấy. Lúc thì vui trong người thì nắng to. Lúc thì chán đây là mưa. Hay lắm, buồn cười lắm. Kiểu già đang mùa mưa đấy các bạn. Thế ra cái chico, toma tua ropa, toma tua grifia. Mình hôm nay chủ ngày nghỉ, mình thấy sáng này nắng to quá nên mình mới đưa các em đi mua đồ đấy. Chứ bình thường, còn những ngày bình thường anh em mình bận lắm, đi làm suốt vào trong các bản này. Đi giúp nông nghiệp này, nên là chỉ tranh thủ ngày chủ nhật đấy thôi. Mà đen thật, trời mưa. Mati Vado, dạ, vậy về. Đây ông Mati Vado, xem là đồ của ông có gì là mẹ ông mua cho ông này. Trời, rất là nhiều. Đây là của em. Úi trời, của em. Con đẹp này. Ê kìa, Teo Itamao á. Úi trời. Còn có ông bên này áo trắng này. Thôi mặc áo trắng này, cho nó sáng này. Nhiều lắm. Mưa rét này, lạnh này, lạnh này. Chúc ba đà, su và á các ba. Thôi, ta bút thực phẩm đi. Lạnh lắm các bạn ạ, chờ mưa, chờ tạnh mưa về đấy, lạnh lắm. Để trả tiền đã quên. Vậy nào ở bên, tu đủ. Hả? Tu đủ cái gì, ua xe tê phin được ta bên. Hả? À, bây giờ anh em mình cũng đã đưa các em về, với mọi người về nhà rồi nhé các bạn. Đang nói các em đi rửa chân tay sạch sẽ, thay quần áo. Mình test thử xem có nhìn có đẹp không. Đấy. Hả? Cao mà an đà tiết ao à, ni mà bận lao ở bên. Nó an đà đen rồi. Thế nào à? Vậy là ở bên. Nó em ta đã. Phước cái bên đi mua gì? Vậy là ở bên. Vừa ngoài chợ mưa quá các bạn. Đấy. Để rửa sạch chân tay. Mưa ngoài đường bẩn lắm các bạn. Nhưng mà vào trong nhà này được cái sạch sẽ. Có mái tôn nên là không sao. Hả? Con đùa ra là ở bên. Vậy muôn đà. Ở kia ta bên nào à? Đấy. Nào ở bên. Mắt đi vào đâu. Đẹp này. Như xe, vũ lý tư. Như xe đóng thùng rồi, oai hề. Hề, oai hề. Phía giờ kia. Anh go.
Tá bonito. Đúng tiếng chưa các thầy cô. Cô nó thầy tí tí. Úi ấy. Đóng thùng rồi, nhìn ấy, ấy cái đóng thùng rồi nhìn oai phong hề. Hề. Bắt đi vào đồ rồi. Ấy xây. Nhìn oai hề, oai vậy hề. Xây. Tá bonito. Ah, tá bonito. Tá bonito. Xây. Và lại chào các bạn. Hey, mình tên là Matty Badu. Vậy, vậy muốn nào? Canta bài. Đâu lên bà, đâu để mau ra. Gồm chi ca, ta không có lên. Để mình ca cay cay. Bố vào nhà mai, bố bảo vui cay cay lạnh. La la la. Ok. Lên bờ cho đi mau ra. Tua lại. Cô chỉ cho con câu lệ. Để cha cay cay. Bố bảo giam mắt. Bố bảo vui cay cay. La la la. Ta bày. Thôi được rồi. Ông lại tua lại sang bài khác đi. À, bài Bà ơi bà. Sẽ yêu bà lắm. Trong bà trông mà chân nề mây. Cháu yêu bà. Cháu yêu bà, cháu lắm bà tay. Thì trong vòng người, cháu về bà vui. Ta bơi. Ra. Ấy đâu. Kênh ra vai gì. Mới ta xe nè. Xe nè. Ừ, dê xe, như người mẫu này. Ta bơi. Ôi trời, ôi trời. Đẹp trời. Đẹp trời. Xe nè nụ bố xe hơn. Ai? Dạ ta kì. Dạ ta kì. Ừ. Aki. Aki. Ai, vừa. Ta bầu. Ta bầu. Ta bầu rồi. Ai. Mấy em này chọn màu màu đen. Ta bầy. Hả? Xe nè nụ tu đủ ta bầy á. Ôi trời. Rất là đẹp. À, tu đủ ra tên camera công Casa Lova. Sai, cá đến tập fica bem. Bộ bài phê xá. Thì ok nha các bạn. Thì hôm nay là ngày chủ nhật, ngày nghỉ cuối tuần đấy. Thì cũng chuẩn bị đến Noel này, Giáng sinh rồi. Anh em mình cũng đã lên trên nhà tình thương cũng như đưa tất cả các em đi mua sắm cho các em một chút quần áo cũng như tông dép mới. Cũ đồ cũ vẫn còn như hôm nay. Vì ngày chuẩn bị đến Giáng sinh đấy, mình muốn mua cho các em toàn bộ đồ mới. Thì gọi là một món quà đó, quà nhỏ thôi. Động viên các em. Thì video này anh em mình xin dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Bờ Lùi Vlog của Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng giúp đỡ nhiều người con trên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Ông sĩ cụ chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Đây, quần áo. Cái tu đủ tập hơn. Xin ra nữa. Xin ra nữa. Tập bùn đi tụi nào. Xin ra nữa. Muy bonito, mi amor. Muy bonito. Ok. ¿Sandela te fijó bien? Ok. Tội lắm, các em bố mẹ không có này. Giờ về đây, được các em về đây ở nên cũng vui thôi. Chắc là các em cũng rất là vui. Ông... Chào các bạn. Chào các bạn. Bé tí, vỗ tay. Áo là kênh kia đồng vôn. À, áo là vai cô đi nhà. Thì bây giờ để hai chị nấu ăn, còn mình lại chở hai chị về. Các chị đã sắp xếp rồi các bạn, chia rồi. Kênh Fika Ghi Tà Đà Bà, kênh Phôi. Vậy. Xanh vang mù, vang mù, em ta mình. Đấy, hai ông là đi. Mắt đi ba đù vang mù. Sáng đi qua đoán giờ này trở về các bạn. Trở về địa phương. Về bản ngoài thị trấn. Về thị trấn.